đó cả nhà, thấy nó cái động động nước trọng đó cả nhà, đó có ruột bịch nước luôn rồi đó. Vô cái nông tưởng nó hết rồi chứ. Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình đi dở lợp cá bóng nha cô chú anh chị. Mình đặt dài dài theo mấy cái đường xẻo này nè kìa. Đó, dài vô trong đó luôn đó. Rồi ngày mới mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi mình mời cô chú anh chị đi theo mình dở lợp cá bóng coi có dính được gì nhiều không nha. Lấy đây con cái nữa nè. Nước mới vô chút kìa. Nước yếu quá. Đó, cũng có cá này cả nhà. Cũng bộn mà. Đầy con cái đây nè. Coi rồi sao đây. Cũng có nè cả nhà. Đó, hay cá lý. Ở đây con cái nữa nè. Ngay chỗ này rồi. Đó này cũng có nè cả nhà. Cũng có ghẹm nữa, quá êm luôn cả nhà. Thấy có động động nước trong đây luôn đó cả nhà. Có này cả nhà. Quá đã. Nay mình dở mấy cái đồng trước thì có một cái nữa nè. Đây nè.
cần cả lý cả nhà. Cá cũng bự bự trọng trọng không. Cả lý cũng được. Đâu. Bên đây cũng có một cái nữa nè cả nhà. Đó cả nhà. Thấy nó cái động động nước trọng đó cả nhà. Đó. Có ruột bịch nước luôn rồi đó. Đưa cái nón này. Đây nè cả nhà. Quá đã. Cái này bộn quá cả nhà. Rồi mình dở cũng xong nha cả nhà, để vô mình đổ ra mình quay đây thành quả cho cả nhà xem nha. Quần còng, còng bự quá. Con ghẹm. Đen hơi gỡ nó sao à. Rồi còn cái cái nào cái này ờ còn cái này. Tưởng nó hết rồi chứ. Đây con còng. Cái vắt này mình đổ xong nè cả nhà. Quá đã. Đứng án án cái đó nó ấy. Mình cũng xin tạm dừng clip đi luôn nha cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà, rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình đó nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.
này cũng bộn cả nha, này cũng cả ký á.